Không, thì cái mối hàn thì đã ở nhà đã chọn qua một lần rồi. Cái đây là máy bọn cháu đã chọn rồi chứ. Đấy ở đã lọc. Huyện Đà Thanh Hóa. Cháu Ngọc Lặc. Vâng. Đây là bọn cháu đã lọc qua một lần rồi cho nên là sàng xiếc nó gọi là đều lắm. Chứ còn những con bình thường mà nó đã ra rồi là cắt hết. À thì là thuyên trên mạng à? À, mạng nhìn thấy mấy nói thế là tay hiểu trên mạng trở ra nó ui anh sẽ băng linh rồi quan trọng gì trả đây cho anh cái bây giờ các ông nó lúc vào kiểu bao phụ rồi mua đi tao cho 1 triệu thì nó hãi rồi kìa giờ nó mà nó lúc có mấy thước bí lắm đấy không ạ bây giờ. Sàng sàng nó làm hốc kia các kiểu cũng khác mấy dòng kia luôn. Hốc sàng. Mẹ kia có chủ ngồi mà. Nó là không có vô lăng để lái đâu ấy. Biết rồi, biết rồi. Tháo ra để cho nó gọn xe. Tân Việt. Giờ mua con máy 20-22 gác vào nữa là khỏe em. Máy nổ cứ về con nào là lại có khách lấy. Tại vì đến đúng bây giờ là cái vụ của trong cháu đang đập à, là nó cứ hỏng là nó đổi luôn trong đấy giờ đang cắt à, thế. Hỏng là đổi sang con khác luôn là không sửa nữa. Tại vì tiền sửa với tiền đổi nó ngang ngang nhau. Ngang nhau thì nó sửa làm gì. À thế nhà làm rồi. Vâng nhà cháu làm rồi. Hôm nay thuê thợ lái xe ra để giao máy nhưng mà không ai dám ra đây cả. Cháu phải tự chạy ra. Cứ mang ra đến nơi là được. Ngay cái hộp số đây đúng rồi, cả đời chưa thấy hư bao giờ. Ông có nào của mỏng? Tao đang tính bỏ mỏ 12. Thế ông bảo đi chứ đừng ngoài đổ bên kia đấy. Thêm 2 ngày trong đi ăn rồi. Đó. Đó. Vừa mua về có quan. Quan cũng kêu là giờ nếu có máy thì xét rồi. Mua về phục vụ bà con. Mua về phục vụ bà con. Cứ đi tìm, cứ đi ai đi rồi tìm.